chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài học thứ 5 của bộ môn huyền không phi tinh. Trong cái bài học thứ 5 này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách phi tinh của một ngôi nhà. Thì cách phi tinh của một ngôi nhà nó sẽ trải qua 5 bước và mình sẽ đi thử từ 5 bước để hướng dẫn cho các bạn. Bước đầu tiên đó là chúng ta sẽ lấy vận tinh nhập trung cung và sau đó phi thuận. Như vậy nhà ở vận mấy thì chúng ta sẽ dùng cái vận đó chúng ta nhập trung cung và chúng ta phi thuận. Thì ở đây mình lấy ví dụ là nhà là tòa tân hướng ất ở vận 8. Như vậy tòa tân tức là hướng tân tức là cánh dầu tân, đúng không? Cánh dầu tân tức là nhà này là tây ba, đúng không? Tòa là tây ba và hướng là đông ba, đúng không? Và tòa tây ba hướng đông ba thì tây ba chúng ta gì? Tây ba là nhân 15, đúng không? Nhân 15. Rồi, đầu tiên lấy vận tinh nhập trung cung sau đó phi thuận, tức là nhà này vận 8 thì chúng ta sẽ lấy số 8 nhập ở trung cung và sau đó chúng ta phi thuận. Ngoài phi thuận thì đây là 8 thì đây sẽ là 9 1 2 3 4 5 6 7. Nó luôn luôn đi theo cái đường của lạc thư. Nếu như ai chưa biết phi thuận đi theo cái đường lạc thư thứ tư như thế nào thì chúng ta xem lại video của các bài trước, thì trong đó mình có hướng dẫn là phi thuận là như thế nào, phi nghịch là như thế nào, thì chúng ta cứ đi theo đúng cái thứ tự đó chúng ta phi thôi. Rồi như vậy chúng ta đã xong bước 1. Như vậy bước 1 luôn luôn là lấy vận tinh nhập trung cung thì chúng ta phải xác định được nhà đó là vận mấy. Do đó khi mà chúng ta xem huyền không phi tinh như một căn nhà thì đầu tiên là chúng ta phải biết được là căn nhà đó được xây dựng năm nào, nhập trạch vào năm nào, hoặc là đổi chủ vào năm nào, thì chúng ta biết được cái năm đó là năm đó thuộc ở vận nào thì chúng ta lấy cái vận đó nhập trung cung, hoặc là nhà đó được sửa chữa lớn ở cái vận nào để là chúng ta lấy cái vận đó chúng ta nhập trung cung. Ở đây chúng ta lấy ví dụ vận 8 nên chúng ta lấy số 8 nhập trung cung. Sau đó chúng ta đến bước thứ hai là đặt sao sơn vào bên trái số vận ở trung cung và đặt sao hướng ở bên phải số vận trung cung. Như vậy đầu tiên chúng ta phải xác định được tòa hướng của căn nhà. Như vậy nhà này là nhà tòa tân, tức là tòa tây ba hướng ất, tức là hướng đông ba, và thuộc tân và ất thì đương nhiên là thuộc nhân 15. Như vậy là gì? Nhà tòa tân, đúng không? Như vậy tòa tây hướng ất là hướng đông. Như vậy nhà như này chúng ta sẽ biểu hiện như thế này. Đây là biểu hiện của tòa nhà, đây là hướng nhà. Thì nhìn vào đây chúng ta sẽ biết nhà này là tòa tây hướng đông, đúng không? Rồi quay lại bước thứ hai, chúng ta đặt sao sơn ở bên trái số vận của trung cung. Sao sơn tức là cái sao của tòa nhà, và sao hướng là sao ở hướng nhà. Như vậy sao sơn tòa nhà đấy là số 1 thì chúng ta sẽ đặt bên trái của cái số của trung cung. Rồi sao hướng ở bên phải là sao ở hướng nhà, đặt ở bên phải đó, chúng ta đặt ở bên phải, chúng ta viết nhỏ lại một chút xíu. Như vậy nhắc lại, đây là sao sơn, đây là sao sao hướng. Rồi tiếp theo bước thứ ba, căn cứ vào tính chất âm dương để xác định phi tinh theo chiều thuận hay nghịch. Nếu như thiên nhiên nguyên long và nhân nguyên long mà gặp trung cung là chẵn thì sẽ phi thuận, gặp ở lẻ là phi nghịch. Như vậy chúng ta sẽ xem cái số này này, cái số này là số chẵn hay là số lẻ, đúng không? Chúng ta tạm thời chúng ta xét cái số này trước. Như vậy số này là số lẻ, đúng không? Số 1 là số lẻ, số 6 là số chẵn, số 1 là số lẻ. Và nếu như ở thiên nguyên long và nhân nguyên long mà gặp số lẻ thì phi nghịch, đúng không? Nhà của mình là tòa tân hướng ất là thuộc nhân nguyên long, đúng không? Và gặp đây là số lẻ thì sẽ phi nghịch. Còn giả sử trường hợp mà nhà gặp địa nguyên long thì sẽ ngược lại với thiên nguyên long và nhân nguyên long. Tức là có nghĩa là gì? Nhà mà thuộc địa nguyên long, nếu như con số này là số chẵn thì lại là phi nghịch, mà số lẻ thì lại phi thuận, nó ngược lại. Thì chúng ta để ý rằng là thiên nguyên long và nhân nguyên long luôn luôn ngược dấu với địa nguyên long. Giả sử như địa nguyên long mà là sơn âm thì thiên nguyên long và nhân nguyên long là sơn dương, ngược lại địa nguyên long là sơn dương thì thiên nguyên long và nhân nguyên long là sơn âm. Rồi thì cái bước thứ ba này có một cái trường hợp đặc biệt, đó là nếu như số 5 nhập trung cung thì căn cứ vào tính chất của vận tinh để xác định phi tinh là thuận hay nghịch. Ví dụ số 5 nhập trung cung ở vận 8 là số chẵn thì vận 8 là số chẵn. Nếu như thuộc thiên nguyên long và nhân nguyên long thì phi thuận, địa nguyên long thì phi nghịch. Thì cái trường hợp mà số 5 này là một trường hợp đặc biệt thì chúng ta sẽ xét sau, mình sẽ lấy ví dụ sau để các bạn nắm rõ. Còn ở đây chúng ta làm hai cái trường hợp bình thường này được. Thì ở cái bước 3 này chúng ta có thể tóm gọn bằng một cái bảng như thế này để chúng ta sẽ hiểu, đúng không? Ví dụ như là địa nguyên long gặp số lẻ
đúng không? Khi dấu cộng là phi thuận mà dấu trừ là phi nghịch. Như vậy điều nguyên long gặp lẻ thì phi thuận, nhân nguyên long thiên nguyên long mà gặp lẻ thì phi nghịch, đúng không? Ngược lại điều nguyên long mà gặp số chẵn thì lại là phi nghịch, và thiên nguyên long nhân nguyên long mà gặp số chẵn thì lại phi thuận. À, thì chúng ta áp dụng cái bước 3 này vào đây. Đầu tiên chúng ta xác định cái số này trước. Đầu tiên này, nhà của mình là thuộc tân, ất thì là thuộc nhân nguyên long. Như vậy đây là nhân nguyên long, số 1 là số lẻ, đúng không? Nhân nguyên long gặp số lẻ chúng ta thấy đang phi nghịch, dấu trừ là phi nghịch, dấu cộng là phi thuận, đây là phi nghịch, đúng không? Như vậy 1 rồi chúng ta phi nghịch thì ở đây sẽ là 9, đúng không? Đây sẽ là 8, chúng ta vẫn theo từ từ đó nhưng mà số thì chúng ta giảm dần. 1, 9, 8, đây là 7, 6, 5, 4, 3, 2. Đó. Như vậy là chúng ta phi tính xong cái sơn tinh đến cái hướng tinh. Hướng tinh ở đây cũng là nhân nguyên long, đúng không? Nhân nguyên long hướng tinh ở đây là số 6 là số chẵn, đúng không? Nhân nguyên long gặp số chẵn phi thuận, đúng không? Số vào phi thuận như đến đây 6 thì đây sẽ là 7 8 9 1 2 3 4 và cuối cùng là 5. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành bước 3. Thì trong bước 3 này, mỗi cái ô này chúng ta sẽ thấy có đủ 3 số. Ở đây được gọi là vận tinh, bên trái này được gọi là sơn tinh, bên phải này được gọi là hướng tinh. Thì chúng ta đặc biệt chú ý hai con số ở bên trái và bên phải. Bên trái gọi là sơn tinh và có câu là gì? Sơn quản nhân đinh. Bên phải là hướng tinh, là có câu là thủy cai tài vận. Sơn quản nhân đinh này, thủy cai tài vận là hai con số này, hai con số rất là quan trọng trong phi tinh. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên bỏ qua con số vận tinh, bởi vì rất là nhiều thầy phong thủy khi mà đi xem phong thủy thì gặp hai cái trường hợp sai sót phổ biến. Thứ nhất đó là không xét con số vận tinh này, chỉ xét số sơn tinh và hướng tinh thì không xét vận tinh này. Thì thực chất con số vận tinh này nó cũng sẽ tác động với sơn tinh và hướng tinh để tạo ra cách cục xấu hay là tổn cho cái cung đất hoặc là cho căn nhà. Tuy nhiên là các thầy thường lại bỏ qua con số này thì nó không hoàn là đúng. Cái thứ hai nữa là các thầy thường xét riêng từng con sao. Ví dụ như đây là số 6 thì xét riêng số 6, đây là số 1 xét riêng số 1 mà không tính cái tương tác qua lại giữa hai con số này và ba con số này, đúng không? Ba con số này nó nằm vào cung này thì nó sẽ có sự tương tác qua lại, và đặc biệt là hai con số sơn và hướng nó có tác động qua lại rất là lớn mà các thầy xưa nó bỏ qua, cho nên là khi mà luận đoán huyền không phi tinh là nó bị sai sót. Như vậy chúng ta xong cái bước thứ ba rồi. Đến bước thứ tư là chúng ta sẽ trả tính bàn cho ngôi nhà, đúng không? Trả tính bàn cho ngôi nhà có nghĩa là chúng ta xoay cái tính bàn này theo cái hướng nhà để chúng ta dễ dàng chúng ta nhìn được, đúng không? Ví dụ như chúng ta để như vậy thì đôi lúc chúng ta sẽ hơi khó nhìn. Ví dụ như bây giờ cái tính bàn nó cái tính bàn nó đang nằm ở hướng này, nhưng mà nhà mình vẽ thì thường là ví dụ như vẽ hướng kia. Ví dụ như bình thường ngôi nhà mình vẽ như thế này, đúng không? Đây sẽ là đó, đây là cửa nhà, thì đây sẽ là tòa, đây sẽ là hướng, đúng không? Cái nhà hình như thế này mà cái tính bàn thì nó lại là xoay qua bên trái này thì đôi lúc mình nhìn nó sẽ hơi khó chịu, do đó mình sẽ trả cái tính bàn này lại cho ngôi nhà để mình biết được chính xác các cung của ngôi nhà nó sẽ như thế nào, thì lúc đó mình nhìn sẽ rất là dễ. Thường ngôi nhà là mình sẽ nhìn từ được tòa, đúng không? Nhìn đây là tòa, nhìn ra được hướng, nên mình sẽ trả cái tính bàn lại để cho dễ nhìn, đúng không? Thế nếu như chúng ta nhìn trường hợp mà cái nhà mới xéo xéo như thế này thì rõ ràng chúng ta nhìn chúng ta rất là khó chịu, cho nên chúng ta trả cái tính bàn lại ngôi nhà. Ở đây là ngôi nhà này là tòa đông, tòa tây hướng đông, đúng không ạ? Thì đây chúng ta vẽ lại cái tính bàn như thế này, đúng không? Ví dụ đây là tòa tây, đây là hướng đông, thì ngôi nhà này bây giờ của mình là đây là tây, đây là đông, đây sẽ là tòa, đây sẽ là hướng, đúng không? Nhìn vào đây tòa của hướng chúng ta trở lại thì đây là tây, đúng không? Đây tây, mọi người cứ lưu ý rằng là mọi người cứ đi theo chiều kim đồng hồ thôi, đúng không? Cứ theo chiều kim đồng hồ là được thôi. Như vậy tây,
nó theo chiều kim đồng hồ thì đây sẽ là tây bắc, đúng không? Đây sẽ là bắc, đây sẽ là đông, đông bắc, đây sẽ là đông, đúng không? Đây sẽ là đông nam, đây sẽ là nam, đây sẽ là tây nam. Luôn luôn đi theo thứ tự chiều kim đồng hồ thì các bạn sẽ không bị sai. Tuy nhiên trung cung thì luôn luôn thay đổi. Đây là 8, 1, 6, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tính này, bắt đầu từ tòa, đúng không? Tòa này là tòa tây, đúng không? Thì sẽ thấy rằng là gì? 188, đúng không? 188. Và chúng ta tiếp tục, chúng ta đi theo chiều kim đồng hồ, đúng không? Đây sẽ là 997, như vậy là 997. Đây sẽ là 452, 452. Đây sẽ là 279, 279. 634, 634. 725, 725. Như vậy là 361, 361. 543, 543. Đó. Đây được gọi là động tác tả tính bàn lại cho căn nhà, tức là theo tòa hướng của căn nhà. Thì lúc mà mình sẽ rất là dễ dàng, mình nhìn được cả cái sao ở cả cái cung như thế nào mà nhìn dễ dàng hơn khi mà mình so với căn nhà. Đấy ạ. Và mọi người luôn luôn lưu ý từ theo quy tắc là theo chiều kim đồng hồ mà làm, mà vẽ, mà đưa cái sao xuống thì lúc đó chúng ta sẽ không bị sai sót. Còn chúng ta làm lộn xộn thì nó rất là dễ bị sai sót. Được chưa? Rồi, như vậy là xong cái bước 5. Đến bước thứ 6 là chúng ta sẽ nhận định kết quả theo cách cục nào để chúng ta bố trí phong thủy cho phù hợp. Thì cả cái cách cục này thì đương nhiên mình sẽ làm một cái bài riêng về cả cái cách cục này. Thì ví dụ như bài này 2 con số 8 nằm ở đây, vần 8 thì được gọi là sóng tính đảo tòa hay là sóng tính hồi tòa. Thì cả cách cục đó thì từ từ cả cái bài sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Còn tạm thời trong cái bài này chúng ta đang tính cách phi tính của một ngôi nhà thì mình sẽ hướng dẫn cái cách phi tính thôi. Như vậy mình đã xong cái phần phi tính của một ngôi nhà. Thì bài học sau mình sẽ tiếp tục là cho các bạn một số cái ví dụ nữa để các bạn nắm rõ hơn cái phi tính của một ngôi nhà này. Chào các bạn, hẹn gặp lại ở bài học tiếp theo.